Top 20 cộng mẫu váy cổ yếm quyến rũ sang trọng cho nàng hè 2022. Có phải bạn đang đau đầu khi tìm kiếm mẫu đầm maxi đi biển cổ yếm hay đầm cổ yếm dự tiệc, sự kiện? Những chiếc váy thiết kế cuốn hút sang trọng cho bạn gái với dáng dài quyến rũ, váy kiểu một lớp hai lớp thời trang nhất giúp nàng khoe trọn body chữ S, hay những mẫu váy cổ yếm ôm, đầm suông, xẻ tà? Trong bài viết ngày hôm nay, Cardina sẽ đem đến cho bạn top 20 lựa chọn váy cổ yếm thời trang sành điệu nhất hiện nay. Không những đa dạng màu sắc cho các cô gái lựa chọn, mà còn có những chiếc đầm họa tiết đơn sắc truyền thống hay họa tiết hiện đại thu hút, đẹp mắt dành cho chị em. Chắc chắn các bạn sẽ không thể rời mắt khỏi những mẫu đầm xinh đẹp này cho xem. Đầm dài cổ yếm. Váy cổ yếm tiếng Anh là belly band hay dildo trong tiếng Anh, là một dạng áo truyền thống với thiết kế dây mảnh hoặc vải buộc vắt qua cổ. Những chiếc váy áo yếm hay váy yếm không chỉ được nhiều cô gái Việt Nam chọn lựa cho những outfit đi chơi hàng ngày, mà còn có nhiều kiểu dáng được cách điệu sang trọng hơn để mặc đi dự tiệc hay những chiếc váy cổ yếm đi biển. Mẫu váy đầu tiên mà Karina muốn chia sẻ đến cho các nàng là một thiết kế dáng dài siêu hách dáng, gam màu xanh nhẹ nhàng nhưng vẫn rất nổi bật, giúp nàng thêm tỏa sáng trong mắt mọi người xung quanh. Khi chọn đầm cổ yếm, các bạn cũng có thể chọn loại váy buộc dây hoặc loại váy may sẵn. Tùy theo sở thích và dáng người mà các bạn sẽ chọn lựa các mẫu váy khác nhau. Đầm body cổ yếm. Mẫu váy yếm thứ hai mà Cardina đem đến cho các bạn là một em váy siêu gợi cảm và tôn dáng, với thiết kế ngắn ôm sát vào ba vòng cơ thể, giúp chị em khoe ra những đường cong nuột nà. Đầm suông cổ yếm. Một mẫu váy nữa cũng không ít cô nàng mê mẩn chính là váy suông có thiết kế cổ yếm. Đây không phải là mẫu váy quá xa lạ với các chị đẹp, tuy nhiên lại có rất ít người diện chiếc váy này do lo sợ sẽ làm lộ khuyết điểm cơ thể. Nàng đừng lo lắng nhé, gam màu đen basic này sẽ giúp nàng nhìn thon thả và cao ráo hơn đó. Dáng đầm suông giấu nhẹm đi bụng mỡ hay chiếc đùi to. Dáng váy này càng thích hợp với những cô nàng có dáng người quả lê, hông và mông to đó nàng nha. Váy xòe cổ yếm. Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu váy cổ yếm đơn giản và thoải mái, vừa mặc ở nhà vừa mặc đi chơi được, thì mẫu váy mà Cardina chia sẻ dưới đây sẽ là một lựa chọn đáng để tham khảo. Thiết kế váy dáng xòe nhẹ nhàng, chất liệu von mỏng, hai lớp, có độ rủ nhất định, tà váy thướt tha theo từng bước chân của nàng, giúp nàng xinh như những cô công chúa. Đầm maxi cổ yếm chất đũi thắt eo. Đầm maxi cổ yếm đi biển có những mẫu váy nào đang được yêu thích? Chiếc váy này chắc chắn sẽ khiến nàng hài lòng. Chất đũi mềm mát thấm mồ hôi cùng với gam màu xanh pastel siêu xinh, thắt đai eo tôn dáng vô cùng. Chiếc đầm maxi cổ yếm này sẽ là mẫu váy mà bạn nên chọn cho những ngày du lịch sắp tới. Đầm maxi cổ yếm hở lưng. Có mẫu váy cổ yếm hở lưng nào xinh xắn để đi mặc đi du lịch đẹp mà vẫn có thể mặc đi dự tiệc hay không? Nếu bạn đang tìm kiếm chiếc váy như vậy thì đây sẽ là item bạn không nên bỏ qua. Chiếc váy cổ yếm với chi tiết khoét giọt lệ trước ngực không những giúp nàng thêm đầm maxi cổ yếm hở lưng, có mẫu váy cổ yếm hở lưng nào xinh xắn để mặc đi du lịch đẹp mà vẫn có thể mặc đi dự tiệc hay không? Nếu bạn đang tìm kiếm chiếc váy như vậy thì đây sẽ là item bạn không nên bỏ qua. Thiết kế váy cổ yếm với chi tiết khoét giọt lệ trước ngực không những giúp cho nàng thêm nữ tính và nhẹ nhàng mà còn là điểm nhấn giúp outfit của nàng cuốn hút hơn. Váy cổ yếm che vai. Chọn đầm cổ yếm để đi hẹn hò thì sao nhỉ? Nếu bạn cũng đang phân vân không biết chọn dáng váy nào để mặc đi hẹn hò cùng chàng thì gợi ý dưới đây sẽ là một biện pháp hay đó. Thiết kế che vai dịu dàng và quyến rũ, phần cổ yếm được cách điệu bằng những chuỗi ngọc trai tinh tế, tay áo phồng phối màu độc đáo. Chắc chắn em váy này sẽ giúp cho chàng trai không thể rời mắt khỏi bạn đâu. Váy cổ yếm lụa. Chiếc váy cổ yếm màu xám xanh này là chân ái của không ít cô nàng. Thiết kế basic, dáng suông sẽ mặc cùng với đó là chất lụa nhẹ nhàng, mặc vào mùa hè là hết sạch. Váy cổ yếm ngắn jean. Chiếc váy này dành cho những cô nàng cá tính nhưng vẫn không mất đi phong cách nữ tính và điệu đà. Chất liệu denim độc đáo cùng với gam màu đặc trưng giúp nàng nhìn trắng trẻo và xinh xắn hơn nhiều. Đầm cổ yếm dự tiệc tay bồng. Với những cô nàng yêu thích váy tay bồng thì sự kết hợp này sẽ là phương án cực tuyệt mỗi khi nàng xuống phố đó.
Đặc biệt, thiết kế cổ buộc nhún bèo nữ tính cũng khiến cho chiếc váy sang trọng hơn. Nàng có thể mặc nó đi dự tiệc hay đi cà phê. Váy cổ yếm xếp ly. Những chiếc váy xếp ly có khả năng tôn dáng và che khuyết điểm cũng là lựa chọn rất tuyệt vời cho nàng trong hè này. Cổ yếm dáng sơ mi thanh lịch trẻ trung, bên cạnh đó là thiết kế cúc bọc xinh xắn. Nàng diện chiếc váy này chắc chắn sẽ đầm rất cổ đẹp yếm hoa nhí. Những chiếc váy hoa nhí cũng là mẫu váy không thể thiếu trong tủ đồ của các cô nàng mỗi dịp hè về. Họa tiết hoa nhí nữ tính kết hợp với đai eo thời trang, cách mix màu độc đáo của chiếc váy này cũng là một trong những điều khiến cho các cô nàng mê mẩn em nó. Váy cổ yếm chữ A. Chiếc váy này cũng là mẫu váy đẹp và được không ít chị em yêu thích. Điểm độc đáo của item này là phần váy hai tầng trước ngực giúp nàng ăn gian thêm vòng một, từ đó cũng giúp cho vòng eo của nàng thon thả và mi nhon hơn nhiều đó. Váy cổ yếm rớt vai đuôi cá. Chiếc đầm cổ yếm rớt vai này cũng là một lựa chọn không nên bỏ qua nếu nàng đang có ý định đi du lịch hè này. Tay hở gợi cảm giúp nàng khoe vai trần tinh tế. Tà váy đuôi cá thướt tha càng giúp bạn thời trang hơn trong tâm trí của mọi người. Váy cổ yếm ren. Những chiếc đầm ren đương nhiên cũng khiến cho chị em say đắm. Chất vải ren thường sẽ đem đến vẻ ngoài nữ tính và nhẹ nhàng, cùng với thiết kế cổ yếm đính hoa cũng giúp cho outfit của nàng bắt mắt hơn. Váy cổ yếm thắt đai eo cúc ngọc. Tiếp đến là một thiết kế váy cổ yếm dáng ngắn được không ít cô nàng đánh giá cao. Cổ thiết kế cao thanh lịch kết hợp cùng hàng cúc dính đá lấp lánh càng giúp cho chiếc váy cuốn hút hơn. Đầm cổ yếm dự tiệc hai lớp xẻ tà. Đương nhiên, các bạn cũng có thể chọn những chiếc đầm cổ yếm xẻ tà để mặc đến những bữa tiệc. Thiết kế không chỉ tôn dáng mà còn rất cá tính và sang chảnh. Xẻ tà trước giúp cho bạn dễ di chuyển hơn. Bên cạnh đó cũng là điểm nhấn cho tổng thể outfit. Váy đầm cổ yếm có họa tiết. Nếu bạn vẫn chưa có câu trả lời cho thắc mắc mặc váy cổ yếm nào xinh, thì chiếc váy chấm bi dưới đây sẽ là câu trả lời dành cho bạn. Thiết kế dáng váy xòe nhẹ nhàng, cúp ngực thanh lịch nhưng vẫn có nét nữ tính và gợi cảm. Bạn có thể kết hợp cùng một đôi khuyên tai ngọc trai hoặc một chiếc vòng cổ dáng mảnh, thậm chí là không mix phụ kiện nhưng vẫn cực xinh và cuốn hút. Đầm voan cổ yếm quyến rũ. Chất liệu voan cũng là một trong những loại vải được sử dụng nhiều trong mùa hè, đặc biệt khi chúng kết hợp cùng họa tiết hoa nhí lại càng khiến cho những cô nàng mê mẩn. Outfit siêu xinh chào hè sang này cũng sẽ là một outfit tuyệt vời. Nàng có thể chọn để mặc đi biển hay mặc đi dạo phố đó. Đừng quên một chiếc băng đô cùng tone để set đồ hoàn hảo hơn nàng nhé. Váy cổ yếm dự tiệc đai corset sang trọng. Mẫu váy cổ yếm cuối cùng chúng tôi đem đến trong bài viết này là một em váy với gam màu xanh lá độc đáo. Gam màu này cũng nàng có thể chọn mix một cùng với những chiếc túi xách màu trắng hoặc màu vàng. Búi tóc cao nhẹ nhàng dịu dàng cũng là một cách mix match được nhiều cô nàng chọn lựa. Bạn có thể chọn mặc chiếc váy này đi đến những buổi tiệc liên hoan, mặc đi sự kiện, đi party đều phù hợp. Trên đây là những mẫu váy cổ yếm xinh đẹp và thời trang mà Cardina tổng hợp được, không chỉ đem đến cho nàng phong cách nữ tính và mới lạ, những chiếc váy cổ yếm còn rất tôn dáng và che khuyết điểm cơ thể. Nếu bạn ưng mẫu váy nào thì có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất nhé. Chọn mua đầm maxi đi biển, maxi dự tiệc hay những chiếc váy cổ yếm chưa bao giờ là điều khó khăn cả. Nếu như nàng vẫn phân vân chưa đưa ra được quyết định thì hãy tham khảo các mẫu váy bên trên của Cardina nhé. Chúc bạn sớm tìm được mẫu váy 16 cách phối đồ sang chảnh và sành điệu với áo khoác cape. Áo khoác cape là gì? Vì sao loại áo khoác này lại được yêu thích như vậy? Phối áo khoác cape cùng trang phục gì đẹp và thời trang? Tất cả sẽ được bật mí trong bài viết ngày hôm nay của Cardina chúng tôi. Nàng đừng bỏ lỡ những cách mix match siêu sang chảnh này nhé. Áo khoác cape là gì? Thiết kế cánh rơi và có phần tay luồn siêu độc đáo. Áo choàng cape là một kiểu dáng áo được nhiều cô nàng yêu thích. Không những có thiết kế thoải mái, mặc tôn dáng mà còn giúp nàng giấu nhẹm đi những khuyết điểm trên cơ thể. Bên cạnh đó, áo khoác cape cũng có khả năng cản gió và giữ ấm rất tốt và dễ mix đồ. Các bạn có thể phối chiếc áo này cùng với váy suông, áo sơ mi, quần jean, áo phông, những chiếc chân váy hay thậm chí là mix kiểu dấu quần cũng đều xinh xắn vô cùng. Áo khoác cape mặc với gì thì xinh xắn? Biết nguồn gốc và thiết kế của chiếc áo này rồi,
Vậy phối trang phục gì với áo khoác khép? Mặc cùng áo sơ mi xinh hay mix cùng chân váy? Cùng Karina theo dõi tiếp trong nội dung dưới đây nàng nhé. Chân váy xếp ly, full set sang chảnh vô cùng. Mặc đi làm thì nàng sẽ là cô nàng bắt mắt nhất trong văn phòng, không những khiến các bạn nữ mê mẩn. Set đồ này còn khiến không ít các sao Hàn yêu thích. Chiếc chân váy xếp ly dáng dài thanh lịch, gam màu đen quý phái, chất liệu dạ kết hợp cùng nhung càng giúp khí chất của nàng tăng lên. Đừng quên mix cùng một chiếc túi xách màu nâu hay một đôi boots cao gót cùng son nàng nhé. Chắc chắn bạn sẽ phải ngạc nhiên bởi sự cuốn hút mà set đồ này đem lại. Váy ôm body. Set đồ thứ hai với áo choàng kép các bạn có thể tham khảo là kết hợp nó cùng với váy ôm body. Không chỉ quyến rũ mà còn siêu sang chảnh, gam màu trắng sữa khiến cho nàng trông như những cô nàng tiểu thư đài các. Mix cùng một đôi boots đùi cùng màu là nàng đã có một set đồ để xuống phố rồi đó. Thiết kế của chiếc áo khoác khép với phần cổ áo cách điệu, dáng tà dài, so le cực cuốn hút. Quần legging cũng là một lựa chọn không tồi nếu như bạn vẫn chưa biết phối chiếc áo khoác này với trang phục gì. Đơn giản mà vẫn tôn dáng và trẻ trung, các bạn có thể chọn những chiếc quần legging màu trắng hoặc màu đen, mix cùng áo màu hồng giống mẫu hoặc chọn những chiếc áo hoàng choàng kép màu khác. Đây tùy thuộc vào sở thích của bạn. Đừng quên phối set đồ của mình cùng đôi giày cao gót hay một chiếc túi xách nàng nhé. Outfit sang chảnh cuốn hút để xuống phố đông vậy là hoàn thành rồi. Váy len dáng dài. Các cô nàng cũng đừng bỏ qua outfit này nhé. Siêu sang, lại vẫn giữ ấm vô tư nên được nhiều chị em chọn mặc trong mùa đông. Thiết kế lông ở cổ và cánh tay áo cực chảnh, mix cùng váy len dáng dài cùng màu lại càng xinh đẹp và cá tính hơn. Gam màu trắng tinh tế để mái tóc xoăn sóng dài, kết hợp cùng với một đôi khuyên tai đính đá và một chiếc vòng tay nữa là có ngay set đồ con nhà giàu rồi đó. Quần lửng. Cách mix đồ tiếp theo là kết hợp chiếc áo choàng này cùng em quần lửng, set đồ siêu cá tính nhưng vẫn giúp nàng ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh. Những chiếc áo thun cổ lọ mix cùng áo sơ mi kẻ hay một đôi boots đùi cũng làm yếu tố giúp cho set đồ của bạn phong cách hơn đó. Chân váy midi, hoặc các bạn cũng có thể kết hợp áo khoác kép cùng với một chiếc chân váy midi dáng dài có phần xẻ ở bên hông. Thiết kế độc đáo của chiếc chân váy này không những giúp nàng nổi bật và cá tính hơn mà vẫn có nét nữ tính và nhẹ nhàng khi mix cùng áo choàng. Hai gam màu nâu và be kết hợp với nhau đem đến cho nàng một set đồ vào thu siêu xinh. Hơn thế, hai gam màu này cũng không hề kén màu da hay độ tuổi. Ai cũng có thể thử sức với outfit này nàng nha. Quần ống rộng, đương nhiên rồi, mix match đồ làm sao có thể bỏ qua em quần ống rộng hay còn được gọi là quần chorus phải không nào? Thiết kế đơn giản, gam màu đen basic nhưng lại siêu trẻ trung và thời thượng. Chất liệu có đủ độ rủ nhưng vẫn đứng dáng, giúp nàng che đi những khuyết điểm trên đôi chân của mình. Mix cùng áo sơ mi bên trong hay mặc cùng một chiếc áo len cũng đều hợp. Váy xếp ly dáng ngắn. Có thể nói rằng áo choàng kép mix cùng chân váy xếp ly dáng ngắn và một chiếc áo len cao cổ là một set đồ must have của mọi cô nàng mỗi độ đông về. Thiết kế của chiếc áo này có dạng cầu vai và hai hàng cúc kim loại siêu sang chảnh, đảm bảo nàng diện là xinh. Phần tay áo cánh rơi điệu đà nhưng vẫn không mất đi sự thanh lịch, kết hợp cùng chân váy xếp ly lại càng độc đáo và cuốn hút hơn nữa. Với set đồ này, các bạn nên mix cùng một đôi boots đùi hay những đôi giày Martin cao cổ để outfit hoàn thiện nhất nhé. Quần short, một outfit cũng khá tương tự như set đồ bên trên, nhưng thay vì mix cùng chân váy xếp ly dáng ngắn, các bạn cũng có thể phối cùng quần short, chất dạ vải cao cấp cùng gam màu lông lạc đà siêu sang. Nàng có thể diện chiếc áo này để đến những sự kiện quan trọng hoặc mặc đi chơi đều cực phù hợp. Thắt nơ eo không những giúp vóc dáng của bạn thon thả và cân đối hơn, mà còn giúp cho outfit của bạn nâng tầm phong cách. Phong cách giấu quần.
Mặc đồ theo phong cách giấu quần làm cách mix match không chỉ được những cô nàng cá tính yêu thích, mà giờ đây nó đã khiến cho cả giới trẻ điên đảo. Ngay cả vào mùa lạnh, những outfit giấu quần như thế này cũng được không ít cô nàng mặc ra ngoài. Một chiếc mũ nồi kẻ caro xinh xắn và một đôi khuyên tai vòng tròn nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ nhưng vẫn đem đến cho bạn vẻ ngoài cuốn hút và thời trang. Dáng áo xòe chữ A cực hợp với những cô nàng có thân hình không được cân đối hoặc những cô nàng nấm lùn. Ngoài ra, các bạn cũng có thể mix cùng một chiếc túi xách quai chéo màu nâu bò để tạo điểm nhấn cho outfit nhé. Váy suông dáng xòe. Kết hợp áo choàng cape cùng váy suông dáng xòe và một đôi giày Mary Jean cực tiểu thư là cách mix match của nhiều bạn trẻ hiện nay. Không chỉ vẫn có sự ấm áp mà còn cực thời trang và trẻ trung. Những chiếc áo khoác màu đỏ đô mix cùng gam màu đen là cách phối màu đơn giản mà lại hiệu quả trong mùa lạnh. Đội thêm một chiếc mũ nồi màu đen, giày cùng tone và một chiếc túi xách quai ngọc trai là điểm nhấn tuyệt vời cho tổng thể outfit của nàng. Chân váy chữ A, điệu đà cùng chiếc áo khoác màu hồng phấn, nàng kết hợp cùng chân váy chữ A màu trắng và một đôi boot đồng điệu về màu sắc là có ngay outfit xinh đẹp cho buổi dã ngoại rồi nè. Mũ len ông thỏ hay những chiếc túi xách cũng là những phụ kiện không thể thiếu nếu bạn muốn set đồ của mình nổi bật hơn nữa nha. Diện outfit này đảm bảo nàng sẽ như một nàng tiểu thư cho xem. Váy len cổ cao dáng ngắn. Nếu bạn vẫn chưa tìm được trang phục để mix cùng áo kép thì một chiếc váy len cổ cao dáng ngắn sẽ là lựa chọn tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua. Gam màu đen sang chảnh kết hợp cùng chiếc áo khoác màu trắng lại càng sang hơn. Cách phối màu này tuy đơn giản nhưng lại không bao giờ lỗi thời. Chân váy chữ A dáng dài. Ngoài những trang phục mà Karina vừa chia sẻ bên trên, các bạn cũng có thể chọn chân váy chữ A dáng dài màu đen kết hợp cùng áo khoác kép. Set đồ này từ trước đến nay đã chinh phục được không ít những cô nàng khó tính, vừa thoải mái, dễ mặc lại vẫn thời trang và cuốn hút. Kết hợp cùng một chiếc khăn quàng cổ hay một chiếc túi xách cơ bản là nàng đã có thể diễn xét đồ này đến công sở hoặc đi học rồi. Quần jean skinny. Khác với những chiếc quần dáng rộng, quần jean skinny sẽ cắn kén dáng người hơn. Tuy nhiên, nó lại giúp cho những cô nàng có đôi chân thon dài thể hiện được tất cả vẻ đẹp của mình. Phần độc đáo của outfit này không chỉ nằm ở chiếc quần mà còn ở đôi bốt đùi nữa nàng nhé. Vừa ấm áp lại thời trang và phong cách vô cùng luôn. Set đồ full đen này chắc chắn sẽ khiến cho chàng ngất ngây cho xem. Quần jean ống đứng, thanh lịch, trẻ trung nhưng vẫn giữ được sự độc đáo của chiếc áo choàng kép. Phong cách mix đồ này không những khiến cho các chị em điên đảo mà ngay cả các chàng trai cũng yêu thích vô cùng. Bạn chỉ cần chuẩn bị một chiếc quần jean ống đứng có sẵn trong tủ đồ của mình, một chiếc áo len mỏng là có thể tự tin xuống phố rồi đó. Với outfit này, bạn có thể tham gia nhiều hoạt động trong nhiều hoàn cảnh khác nhau mà vẫn tự tin, thoải mái. Đừng quên một chút túi xách hay một đôi giày cá tính nữa nàng nhé. Trên đây là những chia sẻ của Cardina về chiếc áo khoác kép cũng như các cách phối đồ cùng trang phục này. Không khó để có thể mix được những outfit sang chảnh và xinh đẹp. Áo khoác kép còn cực tôn dáng và thời trang. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về loại áo này thì đừng ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất bạn nhé. Áo dài người Việt dưới ảnh hưởng của khuynh hướng thời trang thế giới thế kỷ 20. Khởi nguồn từ chiếc áo dao lãnh bốn vạt ở thế kỷ 17, áo dài Việt Nam đã trải qua nhiều lần biến đổi trước khi dần định hình vào những năm 1960. Nhận thấy sự thay đổi xu hướng của áo dài gắn liền với những thay đổi của lịch sử dân tộc, đồng thời chịu ít nhiều sự ảnh hưởng của xu hướng văn hóa thời trang thế giới. Trong khuôn khổ bài viết muốn làm rõ sự ảnh hưởng của xu hướng thời trang thế giới trong trang phục áo dài. Trước đây, có rất nhiều công trình nghiên cứu về trang phục Việt Nam, áo dài qua các thời kỳ, các giai đoạn phát triển. Các công trình thường phân tích đặc điểm, lý giải các đặc điểm dưới góc nhìn về văn hóa dân tộc. Bài viết không đi sâu vào việc tìm hiểu hay xác định chính xác nguồn gốc ban đầu của chiếc áo dài. Với tinh thần kế thừa những nghiên cứu đi trước, bài viết sẽ nhấn mạnh những yếu tố bị ảnh hưởng bởi xu hướng thời trang trong trang phục áo dài Việt Nam thế kỷ 20.
Trước hết sơ lược về lịch sử áo dài. Áo dài cách tân xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 do ảnh hưởng bởi nền văn hóa Tây phương, được cải cách với màu sắc tươi vui, kiểu cách gọn gàng. Chiếc áo dài là trang phục tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Nó mang vẻ e ấp dịu dàng của áo tứ thân qua kiểu dáng do họa sĩ Lê Phổ thiết kế hay kết hợp với sự quyến rũ mềm mại của váy đầm phương Tây qua kiểu dáng thiết kế của họa sĩ Nguyễn Cát Tường. Chiếc áo bắt đầu mang dáng dấp của thời trang hiện đại, vừa kín đáo vừa gợi cảm, thể hiện nét đẹp của phụ nữ một cách tinh tế. Đầu thập niên 50 là thời điểm áo dài không cổ, hở vai thoáng đãng được bà Trần Lệ Xuân mặc đã gây xôn xao dư luận. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn sau đó, chiếc áo được cải tiến rất nhanh và táo bạo, không những hở cổ còn để trần cánh tay, cổ và tay áo biến tấu với những đường lượn sóng. Cho đến những năm 60, áo dài được cắt theo công thức tay giác lan, chít eo theo kiểu phương Tây đã thịnh hành từ sau đó đến sau này. Làn sóng hippie của nền văn hóa phương Tây và Mỹ lan đến miền Nam Việt Nam từ năm 1968, đã cho ra đời áo dài mini tà hẹp, cổ thấp, xẻ eo cao, mặc với quần Âu hoặc quần ống xéo. Giai đoạn sau đó, trong tình hình đất nước khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh, chiếc áo dài tạm thời ít sử dụng. Vào năm 1988, với cuộc thi Hoa hậu áo dài, lần đầu tiên do báo Phụ nữ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, áo dài đã trở lại huy hoàng rực rỡ. Hàng loạt thiết kế mới như áo dài thổ cẩm của nhà thiết kế Minh Hạnh, áo dài vẽ của họa sĩ Sĩ Hoàng được sáng tác ý tưởng từ kho tàng văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Vẫn chưa có bất cứ một văn kiện nào quy định áo dài là quốc phục của Việt Nam. Nhưng có thể thấy, trải qua hơn một thế kỷ với những biến cố, thay đổi vô cùng to lớn của lịch sử, hình ảnh áo dài luôn xuất hiện cùng với nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Áo dài không giống với kimono của Nhật, hanbok của Hàn Quốc, hay sari của những phụ nữ Ấn Độ, hay một số các trang phục truyền thống khác trên thế giới. Ít có sự ảnh hưởng từ lúc định hình cho đến nay, áo dài Việt Nam thay đổi theo từng giai đoạn, từng mùa, và dù ở bất cứ thời điểm nào, áo dài vẫn giữ những đặc trưng vốn có, đơn giản, kín đáo, tôn dáng vẻ nhỏ nhắn mềm mại của người phụ nữ Việt Nam. Sự ảnh hưởng của văn hóa thời trang thế giới thế kỷ 20 đến áo dài Việt Nam. Văn hóa thời trang là cách con người đẩy lối sống, quan điểm về thị hiếu của mình vào trang phục. Trích định nghĩa về cụm từ Fashion Culture trong sách 20th Century Fashion. Thời trang với ý nghĩa như vậy bắt đầu xuất hiện trên thế giới vào những năm đầu thế kỷ 20, khi mà vì những nguyên nhân về kinh tế, chính trị, đôi khi là từ những trào lưu nghệ thuật đã tạo nên những kiểu ăn mặc được tất cả mọi tầng lớp trong xã hội chạy theo, tạo thành khuynh hướng ăn mặc bắt đầu từ những nước châu Âu, Mỹ. Khuynh hướng thời trang được tạo thành và có ảnh hưởng sâu rộng lên toàn thế giới về mặt hình thức cũng như tư tưởng. Vào giai đoạn đầu thế kỷ cho đến những năm 40, sự thay đổi vai trò của người phụ nữ ở phương Tây dẫn đến những đặc điểm về xu hướng thời trang. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, ảnh hưởng của những dao động về chính trị xã hội thúc đẩy sự đổi mới văn hóa của phương Tây. Thời kỳ này đã sinh ra một thế hệ những người trẻ với tư tưởng hướng ngoại, tự do và nổi loạn. Trong giai đoạn này xuất hiện nhóm người gọi là LARPer, là những người phụ nữ với quan niệm sống phóng khoáng, hút thuốc, uống rượu, nhảy đầm ở những nơi công cộng. Họ tự tin và làm chủ cuộc sống của mình. Phụ nữ khẳng định bản thân trong mối quan hệ gia đình, trở thành lực lượng lao động quan trọng của xã hội, giành được quyền bỏ phiếu. Trang phục của Flapper lúc đầu nhận nhiều chỉ trích, sau đó lại được công chúng tiếp nhận và phổ biến với đặc điểm cởi bỏ cóc xê thay vào các trang phục lót mỏng và nhẹ, đầm suông dáng hình chữ nhật, thắt eo bỏ hẳn hoặc thắt hờ. Vào cuối những năm 20, thắt eo còn hạ xuống ngang mông.
Váy được cắt ngắn trên mắt cá chân là điều chưa được từng thấy trước đây trong lịch sử trang phục phương Tây. Tiếp bước những năm của thập kỷ 20, phụ nữ đã khẳng định được vai trò của mình trong xã hội. Chịu ảnh hưởng từ chiến tranh, trong những năm này, trang phục nữ giới có phần đơn giản, gọn gàng, vải được tiết kiệm. Cùng với ảnh hưởng của phong cách Art Deco, quan niệm về vẻ đẹp hình thể cũng thay đổi. Mọi người thích phụ nữ vai rộng, hông hẹp, vì thế trang phục mang những đường nét cứng, gãy gọn, phần vai với những miếng đệm phồng mang lại sự mạnh mẽ cho phụ nữ. Tư tưởng mới trong áo dài Việt Nam và thời Pháp thuộc. Áo dài hiện đại xuất hiện ở những khoảng thập niên này, theo như báo Phong Hóa, một báo thuộc nhóm Tự lực Văn đoàn. Tinh thần đổi mới trang phục cổ truyền, thời bấy giờ là áo thức thân hay áo ngũ thân, là rất cấp bách. Văn hóa truyền thống của dân tộc đề cao cộng đồng xã hội và gia đình. Phụ nữ không được xem là những cá thể mà chỉ là công cụ để duy trì nòi giống. Phụ nữ không cần phải làm dáng, không cần phải quần áo. Trang phục của phụ nữ đoan chính, thật là giản dị, không để lộ những đường cong quyến rũ. Vậy áo dài với tư tưởng trên đã xóa bỏ những cấm kỵ của Nho giáo, vì nó thay đổi Nho giáo bằng chủ nghĩa cá nhân phương Tây như đã đề cập ở trên, như một hiện tượng gọi là Lapper lên trên. Ngay từ đầu, tư tưởng thay đổi chiếc áo cổ truyền thông dụng đã chứa đựng một tư tưởng của thời đại. Điều này có lẽ do Pháp khi đến cai trị Việt Nam đã truyền một phần nào đó tư tưởng vào các tầng lớp trí thức của xã hội Việt Nam lúc bấy giờ. Bên cạnh đó, đoạn trích có đề cập đến việc chiếc áo dài cải biên sẽ được mặc cho tất cả mọi người, từ giàu đến nghèo, từ nông thôn hay đến thành thị. Điều này chính xác là tinh thần của xu hướng thời trang ở các nước phương Tây, một kiểu thức mặc trang phục được mặc cho tất cả mọi người, không phân biệt. Để minh chứng cho tư tưởng khẳng định giá trị, vẻ đẹp của người phụ nữ, trang phục theo xu hướng, áo dài lê mơ do họa sĩ Cát Tường thiết kế gồm những mục tiêu sau. Thân áo vừa vặn theo cơ thể, tôn được những đường nét trên cơ thể, phù hợp với điều kiện khí hậu thông qua kiểu biến cổ áo. Việc thay đổi kiểu dáng sẽ tùy thuộc vào người mặc, tôn trọng cá tính, cá nhân. Sau khi tham khảo từ nguồn tài liệu, có thể nhận định nét khác biệt nhất của áo dài lê mơ so với áo dài giai đoạn trước đó là phần cổ áo và tay áo, trông khá giống với trang phục nữ phương Tây ở thập niên 30-40. Ta có thể thấy, nhìn phần trên của chiếc áo dài với phần cách điệu của cổ áo, cổ có ve hoặc cổ vuông hoặc cổ tim, tay áo phồng hoặc xếp ly khá giống với các kiểu cổ và tay của trang phục nữ phương Tây ở những năm 30-40 của thế kỷ 20. Đặc biệt, trong giai đoạn này, trang phục lót cho áo dài chỉ là loại trang phục nhằm ép phần ngực của người phụ nữ về hình thức tương đối khác so với phương Tây. Dùng trang phục lót gọi là gilet để định hình cây kéo. Hai đầu ngực xa nhau, vai rộng, hông hẹp. Có thể nói, tư tưởng khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ trong xã hội, của việc thay đổi chiếc áo dài, hoàn toàn phù hợp với xu hướng lúc bấy giờ. Tuy nhiên, việc hình thức có thể vẫn là chạy theo xu hướng ăn mặc của nữ phương Tây, do ảnh hưởng của văn hóa Pháp, chứ chưa thực sự có ý nghĩa sâu xa, nhưng quan niệm về cái đẹp, định hình lại vẻ đẹp của người phụ nữ. Giai đoạn thập niên 50-60. Sau giai đoạn chiến tranh, thế giới châu Âu dần khôi phục lại nền kinh tế, truyền thông phát triển, châu Âu và Mỹ xuất hiện các kênh truyền hình giải trí. Từ đó có những icon fashion xuất hiện và có ảnh hưởng đến thị hiếu ăn mặc của giới trẻ. Christian Dior ra mắt bộ sưu tập New Look vào năm 1947. Với áo jacket thắt eo và váy xòe dài qua gối, New Look ngay lập tức gây tiếng vang, không chỉ nhắc lại một phong cách mang tính lịch sử giữa thế kỷ 19, mà là một bước khẳng định sự trở lại của thời trang cao cấp, thay thế cho thế giới thời trang đơn giản,
nghèo nàn về chất liệu của những thập niên trước đó. Sang đến thập niên 60, Pháp và Anh không còn sự ảnh hưởng nhiều trên mọi lĩnh vực, thay vào đó là sự ảnh hưởng của Mỹ. Văn hóa Mỹ, vẻ đẹp Mỹ có ảnh hưởng lên toàn thế giới, bao gồm cả văn hóa nghệ thuật và tất nhiên thời trang cũng nằm trong số đó. Những người nổi tiếng như ngôi sao ca nhạc, diễn viên điện ảnh có tầm ảnh hưởng to lớn đối với giới trẻ. Trong giai đoạn này, người phụ nữ có eo nhỏ gọn, ngực cao là hình mẫu lý tưởng. Các hình thức của chủ nghĩa tối giản cũng được ứng dụng trong trang phục. Trang phục đơn giản thể hiện sự hiện đại, năng động cho người mặc. Thập kỷ 1950, sườn eo dài bắt đầu được may có ôm eo, dù vẫn chưa sử dụng cách cắt theo công thức nhấn ben của người phương Tây. Các thợ may lúc đó đã khôn khéo cắt áo lượn theo thân người. Thân áo sau hơi rộng hơn thân áo trước, nhất là phần mông, để áo ôm theo thân dáng mà không cần chít ly ở eo. Vạt áo cắt hẹp hơn, thân áo trong, tức là thân áo thứ ba hay còn gọi là vạt hò, được cắt ngắn dần từ giai đoạn ấy, rồi cuối cùng bị loại bỏ trong thập niên 1960. Cổ áo bắt đầu cao lên, trong khi gấu được hạ thấp xuống, eo được may thắt lại, có người còn dùng dây cột quanh áo phía trong, ở vòng 2 mục đích, eo được nhỏ hơn, tà áo rộng, ngực áo nhọn, gấu áo thẳng ngang, dài đến gần mắt cá chân, làm người mặc có dáng thắt đáy lưng ong. Điều này hoàn toàn có thể thấy là do chạy theo thị hiếu về vẻ đẹp phụ nữ của người phương Tây. Thập niên 60, khi áo dài theo hình thức cách tân nêu trên trở thành phổ biến, kết hợp với kỹ thuật cắt may trang phục của người phương Tây. Chiếc áo dài được cải biên mạnh mẽ khi dùng kỹ thuật cắt tay giác lan, chít eo mặc với bras cho chiếc áo dài có thể ôm sát vào cơ thể hơn, tà áo nhỏ gọn hơn. Đây là tư tưởng trang phục tối giản, ảnh hưởng xu hướng thời trang thập niên 60 của phương Tây. Vào những năm trước thập niên 60, trang phục lót của người phụ nữ khi mặc áo dài thường là phần áo bó ngực lại. Nhưng đến năm 60, với sự tiện dụng và phổ biến của bras, phụ nữ mặc bras chung với áo dài. Cho đến nay, bra là trang phục không thể thiếu khi mặc trang phục áo dài của phụ nữ Việt Nam. Giai đoạn thập niên 70. Trong những năm của thập niên 60, tại Mỹ nổi trội là một bộ phận giới trẻ bất mãn với những quy ước của xã hội, với những tầng lớp chạy theo chủ nghĩa tiêu dùng. Họ phản đối chiến tranh, đề cao tự do, tình yêu và hòa bình. Hippie vì thế là thuật ngữ gọi những người đã tạo nên một văn hóa sống như vậy. Make love, want not war. Cũng ra đời. Thanh niên theo lối sống này thích thể hiện bản thân như một người yêu thiên nhiên, quay về với cội nguồn, sử dụng chất kích thích, mơ tưởng về một thiên đường mà ở đó con người sống tràn ngập trong niềm vui. Vì thế họ có khuynh hướng mang lại sự vui vẻ cho người khác. Phong trào hippie phát triển, lan tỏa mạnh vào thập niên 1960, đặc biệt với những cuộc biểu tình hòa bình chống chiến tranh Việt Nam. Trong 4 năm, họ đã tìm cách chặn đứng được cuộc chiến tranh Việt Nam. Trang phục của hippie thường lấy cảm hứng từ Bohemian hay những yếu tố trong trang phục dân tộc. Việc kết hợp trang phục jean với các trang phục dân tộc, các họa tiết hoa, dân tộc phổ biến, cùng với màu sắc tươi vui, phong cách thời trang hippie đã góp phần đáng kể vào khuynh hướng thời trang trong những năm ở thập niên này. Người Mỹ mang theo văn hóa Mỹ vào Việt Nam cùng với lối sống hưởng thụ, sách báo tranh ảnh được phát hành và truyền bá rộng rãi. Giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ miền Nam, tiếp cận với văn hóa Mỹ thông qua âm nhạc, tranh ảnh, sách báo và được truyền bá rộng rãi. Trong giai đoạn này, áo dài được cắt may gọn, phần cổ đơn giản, những đường ben nơi eo được bỏ bớt làm cho phần ngực phẳng. Do một phần ảnh hưởng của người mẫu Twiggy và Eddie Sedgwick, áo dài được mặc với quần ống nhỏ, có khi là quần tây, được xem là yếu tố đặc trưng của phong cách thời trang hippie, lấy những yếu tố trong trang phục dân tộc. Mặc áo dài hippie hay còn gọi là áo dài mini
đeo kiếng cú mèo, chạy Honda đêm hay Lambretta là mốt thời bấy giờ. Theo truyền thống, ngày cưới cô dâu mặc áo đỏ tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc, trong khi văn hóa phương Tây du nhập, cô dâu mặc áo trắng biểu hiện cho sự trong trắng, tinh khiết. Áo dài cưới được may bằng ren trắng bắt đầu xuất hiện trong giai đoạn này. Giai đoạn sau thập niên 70. Sau những năm 70, thời trang thế giới có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, sự thay đổi lặp đi lặp lại những hình thức trang phục trước đó với những sáng tạo mới. Các nhãn hiệu và các nhà thiết kế tập trung vào việc xây dựng và phát triển hình ảnh của thương hiệu hơn là tìm kiếm các kiểu dáng mới. Đặc biệt trong giai đoạn này, sự ảnh hưởng của Nhật Bản lên thời trang thế giới là một trong những sự kiện đáng chú ý. Với tiêu chí thân thiện với môi trường, đơn giản, có thể đến tay tất cả mọi người bằng cách ứng dụng những công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất, đã giúp thời trang thế giới vượt qua giai đoạn khủng hoảng nhất. Thời trang Nhật Bản là sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống, trang phục phương Tây, khoa học, kỹ thuật, đã giúp Nhật Bản tạo được nét riêng, hòa mình vào khuynh hướng thời trang thế giới. Việt Nam trong giai đoạn này gặp nhiều khó khăn. Sau khi thống nhất đất nước với nền kinh tế kiệt quệ, Việt Nam đã từng bước xây dựng lại một nhà nước mới, một đất nước mới. Văn hóa nghệ thuật giai đoạn này vì thế mà ít những sáng tạo, thử nghiệm mới. Thay vào đó là những tác phẩm mang tính tuyên truyền, định hướng góp phần trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Áo dài vẫn được sử dụng trong các dịp lễ Tết. Tuy nhiên, đơn giản rất nhiều và không có nhiều thay đổi so với trước đó. Sau năm 1986, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới. Áo dài xuất hiện nhiều trong đồng phục của các học sinh, nữ sinh, nhân viên bưu điện, ngân hàng cùng các công ty trong nước. Áo dài có một số thay đổi không đáng kể về kiểu dáng, không chịu nhiều sự tác động của xu hướng thời trang. Cho đến những năm cuối của thế kỷ 20, với những chính sách nhằm thay đổi và phát triển đất nước, Việt Nam đã phần nào khôi phục lại nền kinh tế, ổn định chính trị. Việc giao lưu kinh tế, văn hóa với các nước trong khu vực và trên thế giới trở nên linh hoạt. Thời trang cũng vì thế mà có nhiều khởi sắc. Trong giai đoạn này, xuất hiện những thế hệ nhà thiết kế đầu tiên có thể kể đến Minh Hạnh, Sĩ Hoàng. Các nhà thiết kế đầu tiên bắt đầu những thiết kế của mình bằng vốn liếng từ dân tộc truyền thống. Áo dài vì thế mà được cách điệu mạnh mẽ và kiểu dáng. Sự thay đổi về chất liệu. Áo dài còn được chọn làm nguồn cảm hứng để thiết kế các trang phục khác phù hợp với cách ăn mặc hàng ngày. Chiếc áo dài trải qua hơn gần một thế kỷ với những thay đổi. Những thay đổi này tương thích có khi là tinh thần, có khi là kiểu dáng với những thay đổi của văn hóa, thời trang thế giới, nhưng vẫn giữ được tinh thần dân tộc của trang phục Việt Nam. Kết cấu âm dương đăng đối chỉnh chu, có tĩnh có động, có mở và đóng, có trước và có sau, kín đáo, nhẹ nhàng phù hợp với cơ thể nhỏ nhắn của người phụ nữ Việt Nam. Sự hòa nhập của áo dài cũng là một phần nào đó phản ánh nét đẹp văn hóa với tinh thần khoan dung rộng rãi, ưa sự hài hòa, thiên về âm tính, mềm dẻo, hiếu hòa, có cách ứng xử năng động, linh hoạt. Nhìn áo dài như là một minh chứng cho sự phát triển của trang phục của Việt Nam. Ở đó không cần phải dập khuôn giữ lại những gì của quá khứ, của truyền thống, mà hãy để truyền thống được thấm trong tâm thức của mỗi người khi nhìn về chiếc áo dài, mặc chiếc. Hay nói như giáo sư, tiến sĩ kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính trong tập Mỹ thuật ứng dụng trên đường tìm về bản sắc, với ý như sau: chúng ta nên giảm đi sự băn khoăn về mất dần bản sắc, về tâm nguyện trở về bản sắc. Nỗi lo lớn hơn là chúng ta chậm chân, bỏ lỡ thời cơ. Thật vậy, bản sắc không thể là sự níu lại, bản sắc là sự đẩy lên, chỉ có thực nghiệm, chỉ có sáng tạo mới có thể thúc đẩy phát triển, thúc đẩy sức sống của bản sắc. Áo dài trong thế kỷ 20, trong sự hòa nhập với xu hướng thời trang của thế giới đáng được ghi nhận như vậy, 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 ghi nhận như vậy.
Văn hóa trang phục của người Sài Gòn. Trước hết cùng tìm hiểu một số khái niệm chung. Khái niệm về văn hóa. Một hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần, tĩnh và động, vật thể và phi vật thể do con người sáng tạo ra và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn trong sự tương tác với môi trường tự nhiên và xã hội. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó là văn hóa, nhằm thích ứng với những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn. Con người có hai loại nhu cầu cơ bản là tinh thần và vật chất. Từ đó, văn hóa như một hệ thống thường được chia làm hai dạng: văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Văn hóa tinh thần bao gồm toàn bộ những sản phẩm do hoạt động sản xuất tinh thần của con người tạo ra như tư tưởng, tín ngưỡng tôn giáo, nghệ thuật, lễ hội, phong tục, đạo đức, ngôn ngữ. Văn hóa vật chất bao gồm toàn bộ những sản phẩm do hoạt động sản xuất vật chất của con người tạo ra như đồ ăn, đồ mặc, nhà cửa, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, công cụ sản xuất, phương tiện đi lại. Khái niệm về văn hóa trang phục. Trang phục có chức năng cơ bản nhất là bảo vệ thân thể cùng với chức năng thẩm mỹ, làm đẹp cho con người. Do những khác biệt về văn hóa của trang phục, từng quốc gia và địa phương có những điểm khác nhau. Lý do xuất phát từ những điểm khác biệt thuộc về lịch sử, trình độ văn minh, quan niệm thẩm mỹ, điều kiện kinh tế, địa lý, khí hậu, tín ngưỡng, phong tục và tập quán. Bên cạnh đó, trang phục còn giúp nhận biết đẳng cấp, giai cấp của người mặc. Trang phục là một thành tố văn hóa có nội dung đa dạng và phong phú. Từ trước đến nay, đã có khái niệm, thuật ngữ đề cập đến hiện tượng văn hóa trang phục như y phục, để chỉ các đồ mặc của người nam và nữ, trẻ em đến người già như khăn áo, váy khố, quần thắt lưng, được làm ra từ nhiều loại chất liệu khác nhau trong thiên nhiên như tơ tằm, vỏ cây, cây lanh, cây bông, da thú, hay nhân tạo như sợi tổng hợp. Trang sức chỉ những vật dụng thường mang trên cơ thể, vừa có tác dụng làm đẹp cho con người, vừa dùng để trừ tà khí, vừa gắn với những quan niệm tín ngưỡng của các tộc người. Trang sức thường là vòng cổ, vòng tay, châm cài tóc, hoa tai, khuyên tai, nhẫn, kiềng, được tạo hình từ chất liệu sẵn có trong tự nhiên như ngọc trai, vỏ sò, đá quý, đồi mồi, ngà voi, đến các kim loại quý như vàng, bạc, đồng. Phục sức là một từ ghép để chỉ nội dung y phục và trang sức. Trang phục là một từ ghép để chỉ nội dung y phục và trang sức. Giữa hai thuật ngữ phục sức và trang phục, người ta hay dùng thuật ngữ trang phục hơn. Trang phục có thể chia thành nhiều loại. Trang phục truyền thống, ví dụ như áo dài của người Việt Nam, trang phục thể thao, trang phục tôn giáo, trang phục lễ hội, trang phục sân khấu, trang phục trẻ em, trang phục theo mùa, đồng phục trường học, công sở hay quân phục. Là vẻ bề ngoài của con người, văn hóa trang phục không đồng nghĩa với trình độ học vấn, mà là khả năng ứng xử với cộng đồng hợp với những quy tắc và chuẩn mực đạo đức nói chung của xã hội. Văn hóa trang phục là một phần không thể thiếu đối với con người. Trang phục sẽ thể hiện trình độ văn hóa của người mặc. Do đó, con người luôn tìm tòi sáng tạo để tìm ra được trang phục phù hợp với môi trường, điều kiện sống, hoàn cảnh, hoạt động kinh tế, lứa tuổi, giới tính và mục đích sử dụng trang phục. Văn hóa trang phục là kết quả của hoạt động sống và sáng tạo của con người, là văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội, qua đó thể hiện bản sắc dân tộc rõ nét. Sau đây chúng ta cùng đi sâu và tìm hiểu về văn hóa trang phục của người Sài Gòn. Trước hết về phần khái quát, dân tộc Khmer, Việt, Hoa, Chăm là bốn dân tộc chính có mặt từ những ngày đầu của Sài Gòn. Mỗi dân tộc có một phong cách trang phục riêng. Những bộ trang phục của mỗi dân tộc này nhắc nhở thuở ban sơ của Sài Gòn với những dòng đất,
kênh rạch, cù lao và sự giao thoa văn hóa của một thương cảng sầm uất thuở ban đầu. Người Khmer là cư dân lâu đời nhất định cư trên dòng đất cao. Người Việt đến khai phá từ cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17. Người Hoa đến lập nghiệp từ cuối thế kỷ 17. Sau đó là người Chăm vào cuối thế kỷ 19. Nếp sinh hoạt, đặc điểm văn hóa, kinh tế của bốn dân tộc sau này đều có sự ảnh hưởng giao thoa với nhau thông qua cách ăn mặc, trang phục. Thuở ban đầu, người Hoa sang Việt Nam vẫn giữ tóc đuôi sam, áo lụa tàu dệt hoa văn hoặc chữ phúc với hai tay rộng, mũ rộng vành và chủ yếu sống bằng nghề tiểu thủ công và buôn bán. Người Khmer mặc khăn rằn, áo váy gọn, thuận tiện cho việc đồng áng. Người Chăm phát triển thổ cẩm, trang phục cầu kỳ về hoa văn dệt trên nền vải vóc. Trong khi đó, người Kinh lại chọn khăn rằn quấn cổ và áo nâu, quần đen mộc mạc trên đồng hay sông nước là phương tiện giao thông chính ngày xưa. Đặc biệt, bộ áo bà ba là nét đặc trưng của người Kinh, tạo thành nét đẹp duyên dáng, đậm đà của người dân Sài Gòn xưa. Người sinh sống ở Sài Gòn, người sinh sống ở các tỉnh khác về Sài Gòn lập nghiệp vẫn tự nhận mình là người Sài Gòn. Và không ít người cho rằng để nhận ra người Sài Gòn gốc, hãy nhìn vào cách ăn mặc. Cách nhận ra này như một góc nhìn trên bức tranh văn hóa xã hội địa dư rộng lớn của người dân từ xứ tụ họp về một vùng đất bao dung trù phú. Sự tiếp diễn trong văn hóa trang phục của người Sài Gòn. Về áo bà ba và áo túi. Cho đến nay, chưa có tài liệu nào nói rõ áo bà ba xuất hiện ở thời điểm nào. Có một số giả thiết. Áo bà ba xuất hiện đầu tiên ở Nam Bộ vào thời nhà Hậu Lê. Áo bà ba xuất hiện vào nửa đầu thế kỷ 19, được Trương Vĩnh Ký cách tân từ áo của người dân đảo Penang, Malaysia hay người Malaysia gốc Hoa để cho phù hợp với người Việt. Áo bà ba được du nhập vào khoảng cuối thế kỷ 19. Bà ba là người Hoa lai Malaysia ở Malaysia hoặc Singapore. Vải đen được nhập cảng khá tốt. Người Nam Bộ thích mặc kiểu áo vải đen của người bà ba nên gọi là áo bà ba. Áo bà ba có nét giống áo đàn ông cổ tròn và cửa ống tay hẹp mà Lê Quý Đôn đã quy định cho dân từ Thuận Quảng trở vào ở cuối thế kỷ 18. Một quan niệm khác lại cho rằng có thể áo bà ba ảnh hưởng cách tân từ áo lá, áo xá sẩu, may bằng vải buồm đen của người Hoa lao động, là kiểu áo cứng, xẻ giữa, cái nút thắt. Phải chăng do thời tiết quanh năm nóng bức, họ bỏ luôn chiếc áo cổ thấp của áo lá và áo xá sẩu. Áo xẻ giữa thay vì cài nút thắt đã được làm khuy, cài nút nhựa do ảnh hưởng phương Tây. Áo bà ba trước thế kỷ 20 không có túi, nên bên trong đàn bà mặc thêm áo túi. Một loại áo giống như áo bà ba, nhưng ngắn tay dùng làm áo lót. Thân áo cũng ngắn hơn và không xẻ nách. May hai túi to ở hai bên để cất món đồ vặt. Đôi khi ở nhà, đàn bà cũng dùng mỗi áo túi mà không bận áo bà ba bên ngoài. Đàn ông thì mặc áo lá tương đương với áo túi của đàn bà, không có tay nên hở nách, hai bên bụng cũng may hai túi. Bên ngoài mặc áo bà ba, áo túi và áo lá từ thập niên 1950 trở đi không còn dùng làm áo lót nữa. Sang đầu thế kỷ 20 thì áo bà ba mới may túi ở hai vạt trước, tiện lợi cho việc đựng những vật dụng nhỏ như thuốc dê, diêm quẹt, tiền bạc. Bên cạnh đó, chiếc áo bà ba được xẻ ở hai bên hông làm cho người mặc cảm thấy thoải mái. Chính nhờ tính tiện dụng và sự thoải mái đó, chiếc áo bà ba được cả nam lẫn nữ ở đồng bằng sông Cửu Long mặc cả lúc đi làm, đi chơi, đi chợ. Riêng lúc đi chơi, họ thường chọn màu sắc nhẹ hơn như màu trắng, màu xám tro. Còn các cô, các bà thì chọn màu lạnh, mạ non, xanh lơ nhạt, hồng, với chất liệu vải đắt tiền hơn như the, lụa, sa tanh. Áo bà ba thường được mặc chung với quần bằng lụa hay sa tanh, thường là màu trắng hay đen bóng. Người lớn tuổi thì đội hay quàng khăn choàng hay khăn rằn. Trẻ thì rẽ tóc kẹp ngang, chân mang guốc với nón lá đặc trưng của miền Nam. Người thời Bắc di cư vào Sài Gòn,
Đàn ông lớn tuổi thường mặc bộ đồ vải nâu có hai túi, chân mang guốc, tay phe phẩy cây quạt lá khi rong chơi ngoài phố. Còn đàn ông bình dân miền Nam hay dân lao động sống ở Sài Gòn cũng mặc bộ đồ vải đen hay vải trắng, đi giáp có quai hay mang húc mộc. Ngoại trừ những người công chức hay tư chức ăn vận theo kiểu phương Tây thì chân mang giày. Đàn bà, thiếu nữ mặc áo bà ba hay áo dài màu sắc rực rỡ, quần sa tanh đen bóng. Về khăn rằn, Gia Định, Sài Gòn là vùng đất hai mùa mưa nắng, thời tiết cũng góp phần làm thay đổi cách trang phục. Khăn đội đầu của người phụ nữ lớn tuổi sống ở Sài Gòn có thể phân biệt người từ đâu đến. Người Bắc di cư vào Sài Gòn từ năm 1945 thường mặc áo dài hoặc áo cánh màu tối, quần vải lãnh đen, đầu chít khăn mỏ quạ. Mãi đến 2-3 thập niên sau vẫn còn phổ biến. Trong khi người phụ nữ miền Nam chịu ảnh hưởng cách mặc của người miền Trung từ lâu do di dân vào khai phá đất phương Nam và những đợt di dân sau này. Chiếc nón lá, khăn vuông đội đầu hay chiếc khăn rằn của người phụ nữ miền Nam và người miền Trung không còn ranh giới, vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Khăn rằn có nguồn gốc từ người Khmer và trong quá trình cộng cư của các dân tộc trên vùng đất đồng bằng sông Cửu Long. Nó đã được chuyển thành thứ trang phục đặc trưng của nhiều dân tộc khác. Khăn rằn đã đồng hành cùng những con người thời khai hoang mở cõi phía Nam của người Việt. Khăn rằn thường có hai màu đen và trắng hoặc nâu và trắng. Hai màu này đan chéo nhau tạo thành ô vuông nhỏ trải dài khắp mặt khăn và có lẽ lằn ngang dọc lưỡi là gốc gác của tên gọi khăn rằn. Khăn có chiều dài khoảng 1m2, rộng chừng 40-50cm, không cầu kỳ sặc sỡ mà bình dị, đơn sơ. Nam giới khi làm việc đồng thường lấy khăn buộc ngang trán, lật hai đầu khăn đưa lên trời để ngăn mồ hôi không chảy xuống mặt, cản trở công việc. Các cô gái khi cày cấy, gánh mạ trên đồng cũng thường quấn khăn ở cổ. Nếu đổ mồ hôi thì sẵn có khăn lau ngay. Người lớn tuổi thì khăn được quàng trên cổ, một đầu thả trước ngực, một đầu thả sau lưng. Đôi khi hai đầu khăn được buông xuôi xuống phía trước ngực, đi với bộ quần áo bà ba trở thành hình ảnh đẹp nhưng gần gũi của người phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long. Chiếc khăn rằn còn xuất hiện trong hình ảnh quân du kích miền Nam. Ngày nay, chiếc khăn rằn vẫn được đón nhận, sử dụng rộng rãi trong đời sống giới trẻ, trở thành một biểu tượng phiêu lưu phóng khoáng của những chuyến đi khám phá, của sự xê dịch. Về áo dài, vào đầu thế kỷ 20, y phục chính của phụ nữ Sài Gòn là áo dài nền nã, kín đáo, đi kèm với các món trang sức tinh xảo. Ở nhà, phụ nữ mặc áo bà ba, nhưng khi đi chợ, thường thay một chiếc áo dài thâm. Trên tay có cắp cái rổ mây, có khi xách cái giỏ đan bằng tre. Chiếc áo chỉ là loại vải đen bình dân, nhưng có lẽ do thói quen khi bước chân ra khỏi nhà, dù gần hay xa, người Sài Gòn cần ăn mặc cho phải cách. Luôn thường mặc áo dài là do thói quen của người phụ nữ Nam Bộ từ xưa khi còn sống ở quê trong một gia đình trung nông. Xem lại hình ảnh những sinh hoạt chợ quê xưa cách nay một thế kỷ, không ít các bà buôn bán ở chợ, thậm chí người đi mua sắm, mặc chiếc áo dài vải thô. Chiếc áo dài gắn liền với người phụ nữ từ hơn 300 năm trước, nó vừa kín đáo, vừa tôn dáng vẻ thướt tha của người mặc. Do vậy, bản thân chiếc áo dài sơ khai không định hình nên giai cấp giàu nghèo. Chỉ khác nhau, người lớp lao động bình dân mặc vải thô, người tầng lớp khá giả giàu có mặc vải tơ lụa. Kiểu áo dài năm thân gồm hai khổ vải được may nối lại với nhau thành thân trước kín đáo. Có một thân phụ nằm dưới về phía bên phải. Bốn thân áo bên ngoài tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu là cha mẹ mình và cha mẹ người thương. Còn thân áo thứ 5 tượng trưng cho người mặc. Áo luôn có 5 cúc hay là khuy. Cài áo thể hiện đạo lý làm người của người Việt Nam là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Có hai loại là áo 5 thân tay hẹp và áo 5 thân tay rộng. Từ năm 1958, kiểu áo dài cổ thuyền độc đáo đã gây chấn động trong thế giới thời trang quý bà. Điển hình là vẫn phổ biến đến ngày nay. Bởi khi mặc chiếc áo dài kiểu này thì cảm nhận ngay sự tôn lên phần thân trên của cái cổ và bờ vai đẹp của người phụ nữ.
hợp lý với thời tiết nhiệt đới của miền Nam Việt Nam. Năm 1948, ông Đỗ Thành thành lập tiệm may Dung Đa Cao tại Sài Gòn. Từ năm 1957, thời trang áo dài bắt đầu thịnh hành. Đó cũng là thời điểm ông áp dụng lối giáp tay, giác lan, xéo vai trong Âu phục vào áo dài, để vai áo dài bớt nhăn. Ý tưởng sáng tạo này đã cho ra đời chiếc áo dài tay giác lan đầu tiên vào năm 1958. Ông đã thực hiện hai chương trình diễn thời trang tại Sài Gòn vào năm 1958 tại Hí viện Grand Monde, năm 1959 tại Hí viện Asensia. Sự đóng góp của ông Đỗ Thành trong việc cải tiến áo dài rất trân trọng, được đáng ghi nhận. Vào cuối những năm 1960, ảnh hưởng bởi trào lưu văn hóa và thời trang hippies bắt nguồn từ Mỹ, thể hiện cho triết lý sống Live fast, die young, sống hết mình, áo dài hippie đã xuất hiện và ngay lập tức trở thành mốt thời thượng với chất liệu nhẹ nhàng, sắc màu sặc sỡ của các họa tiết cỏ cây, hoa lá, hình kỳ hà. Vạt áo may hẹp và ngắn đến đầu gối, thân áo rộng lượn theo dáng người và không chít eo, cổ áo thấp, quần được may rất dài và ống rộng đến 60cm hoặc mặc với quần tây. Kiểu áo dài này thịnh hành mãi đến giữa thập niên 1990. Kiểu áo dài midi gồm 3 mảnh, một thân sau và hai thân trước với hàng nút áo cài giữa. Áo dài có sự cách tân hiện đại nhưng vẫn tuân thủ giữ được cổ áo và phần tà. Mặc dù đã hòa hợp và dựa vào các kiểu áo tunic của Pháp thịnh hành từ mùa hè năm 1971 tại Sài Gòn. Kiểu áo dài này thường được mặc chung với quần tây màu trắng hay đen. Cuộc thi Miss Áo Dài do Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 1989 đã cho áo dài Sài Gòn trở lại thời hoàng kim, mở đầu cho một trào lưu áo dài được vẽ nghệ thuật bằng tay trên vải với những trang trí hoa lá, lập thể, hoa văn cổ do họa sĩ Sĩ Hoàng khởi xướng. Khi làm công việc thiết kế thời trang, ông đã đưa ngôn ngữ, hội họa vào trang phục áo dài truyền thống. Năm 1990, nhà thiết kế Minh Hạnh đã sử dụng thổ cẩm Việt Nam trở nên nổi tiếng thế giới trong các sưu tập thiết kế áo dài. Là loại hàng vải dệt thủ công có họa tiết nổi lên mặt vải giống như được thêu theo phương pháp dệt vải truyền thống của các dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc, Đông Bắc Việt Nam. Những thiết kế áo dài vẽ trên giấy của các học sinh đạt giải hội thi nét vẽ xanh từ năm 2012 với bảng thi vẽ áo dài trẻ em không chỉ đơn thuần là phát hiện những mầm non hội họa để bồi dưỡng và phát triển. Sâu xa hơn, cuộc thi là để gieo mầm yêu thương đối với áo dài vào tận tiềm thức của những em bé bây giờ sẽ là những người lớn sau này. Thúc đẩy tình yêu áo dài trở thành sự chủ động, tự nguyện đủ sâu đủ đậm, để mai sau áo dài sẽ luôn chiếm vị trí ưu tiên trong tình cảm cũng như việc lựa chọn trang phục của nhiều thế hệ tương lai. Một thế hệ trẻ của đất nước lớn mạnh mai sau vẫn không quên văn hóa cội nguồn. Áo dài trong thế kỷ 20 với mong muốn thế giới trong tà áo dài Việt Nam cần phải hướng kiểu áo dài truyền thống thành quốc tế hóa, dung hòa nền văn hóa bản địa từng quốc gia cộng hưởng được với bản sắc văn hóa Việt, tạo thành một trào lưu thời trang áo dài hội nhập. Người nước ngoài có thể làm quen, yêu mến và mặc áo dài như một trang phục mang hơi thở thời đại, đẹp và tiện dụng. Vẻ đẹp của phụ nữ Sài Gòn xưa không chỉ thuyết phục mọi người bởi cách ăn mặc thời trang, thần thái tự tin mà còn ở sự cởi mở trong giao tiếp, luôn đón nhận những điều mới mẻ. Họ phá cách hiện đại nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch và trẻ trung vốn có. Phụ nữ Sài Gòn xưa đã mang tới những chuẩn mực về vẻ đẹp khó bị mai một theo thời gian và vẫn là nguồn cảm hứng cho tới tận bây giờ. Nét đẹp áo dài Sài Gòn xưa dần khuất mờ, sự thay đổi của lối sống theo thời gian khiến cho việc cách tân diễn ra như là quy luật tất yếu. Áo dài Sài Gòn hôm nay mang nét đẹp đồng điệu với áo dài các miền của đất nước. Tà áo được cách điệu nhiều, tà rộng dài chấm gót, đường eo mượt, không còn thắt eo, nhấn sâu. Tà còn được làm nhiều lớp và bay bổng,
tựa chiếc váy đầm. Chất liệu cũng được đưa vào nhiều loại như ren, gấm, chiffon với dáng áo gần như bó sát phần trên. Hàng cúc bấm, cúc cài bên cổ áo và mạn sườn cũng được cách tân bằng nhiều cách tiện dụng hơn xưa như là mở khóa kéo sau lưng. Hiện nay, người dân Sài Gòn mặc áo dài trong các sinh hoạt đời thường đang dần nhiều hơn nhằm làm nổi bật nét đẹp và giá trị sử dụng của áo dài. Đây chính là kết quả của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Sở Du lịch đã tổ chức định kỳ hàng năm lễ hội áo dài từ năm 2014, xây dựng thương hiệu thành phố Hồ Chí Minh, thành phố áo dài. Về áo dài khăn đóng là lễ phục đàn ông. Các tài liệu nghiên cứu chưa xác định rõ áo dài Việt Nam xuất hiện từ thời nào. Nhưng theo Lê Quý Đôn trong Phủ Biên Tạp Lục, thì chính Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát là người có công khai sáng và định hình cho chiếc áo dài ở xứ Đàng Trong. Áo dài nam hầu như không thay đổi mấy từ mấy thế kỷ nay, ít nhất là từ triều Nguyễn. Áo dài nam giới truyền thống rất trang trọng, nghiêm cẩn và nam tính. Trong khi cổ áo dài phụ nữ có thể khi cao, khi thấp, thì áo dài đàn ông bao giờ cũng cổ khép kín với bề cao độ 2,5 cm. Gấu áo dài đến ngay phần dưới đầu gối. Áo xẻ eo thấp, vạt áo rộng trên dưới 70 cm, cắt võng. Tay áo cắt theo lối nối xưa. Áo dài của một hoàng đế trong cung cũng được may giống như áo dài của một người dân bình thường. Có khác chăng là chất liệu và màu sắc vải. Ngày xưa, phần lớn áo dài đều được may kép, tức là may với lớp lót đính liền với lớp áo ngoài. Dưới thời Lê Trung Hưng, các quan trong triều mặc thêm một áo lót ngắn hay dài tùy theo cấp bậc của người mặc. Phần nhiều màu trắng bên trong áo lễ. Phong tục mặc áo lót màu trắng bên trong áo dài được kéo dài cho đến gần đây cũng tương tự như cách mặc áo sơ mi trắng bên trong áo veston của người Tây và cũng như trong hầu hết lễ phục của các quốc gia Âu, Á. Ở những tình huống bình thường, như khi tiếp khách đến thăm bất ngờ, người Việt hàng phố thường khoác vội cái áo dài ra ngoài bất cứ áo nào đang mặc trên người. Đi cùng với áo dài nam là khăn vấn bao giờ cũng màu đen. Sau phong trào xóa bỏ búi tóc năm 1927, đàn ông Việt đội lên đầu tóc ngắn của mình một loại khăn đã được vấn sẵn gọi là khăn đóng hay khăn xếp. Khăn đóng người ta làm hoặc là có 7 vòng hoặc là có 5 vòng. Loại 7 vòng được giải thích đó là theo nghĩa quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Còn 5 vòng có nghĩa là ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Dưới cùng những khăn dưới cùng những vòng khăn đóng của vua Khải Định hay vua Bảo Đại chỉ là một vạch ngang chữ nhất, còn của Trương Vĩnh Ký là chữ nhập. Còn của Trương Vĩnh Ký chữ nhập hình trên đây. Hình trên đây chữ nhân, những chữ ấy đều có ý nghĩa là bậc trên cùng, thay trời trị dân, nhập hay đi vào đạo nghĩa làm người. Còn chữ nhân là đạo làm người, phải giữ ngũ thường. Trong thời kỳ thực dân Pháp đô hộ từ năm 1985 đến năm 1945, nước ta bị chia ra Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Dẫu vậy, dân tộc Việt Nam vẫn giữ được quốc phục của mình. Đó là chiếc khăn đóng và áo dài. Tuy đơn sơ, giản dị nhưng không kém phần sang trọng. Ngày Tết Nguyên Đán, hầu hết đàn ông mặc áo dài, đội khăn đóng. Trong các trường công cũng như trường tư, học trò, thầy đồ hay thầy giáo dạy ở trường tiểu học của Pháp tại Nam Kỳ cũng mặc quốc phục. Ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ lúc bấy giờ, khi dạo chơi ngoài phố, đàn ông đều mặc quốc phục.
trên tay phe phẩy chiếc quạt lông và quạt giấy một cách tao nhã. Các viên chức hương xã, thư lại đều phải mặc áo dài ở những nơi công cộng. Các văn nghệ sĩ gặp nhau trong những buổi uống rượu, làm thơ, đánh cờ tướng vẫn mặc áo dài the, quần lụa. Cho đến khi Âu phục dần thông dụng hơn thì áo dài nam không xuất hiện thường xuyên như áo dài của nữ, trừ những dịp đình đám, hội hè. Vì thế, áo dài nam phải chịu mai một dần. Từ những năm giữa thập kỷ 1930, giới trí thức trẻ và các công tử thành thị trong đời sống thường nhật không đội khăn đóng nữa. Thay vào đấy, họ đội các loại mũ phương Tây. Chỉ trong các dịp lễ trọng đại hay đám cưới thì người ta mới đội khăn đóng. Một vài nét đặc trưng văn hóa trang phục của người Sài Gòn. Đầu tiên, đặc trưng trang phục phù hợp với điều kiện tự nhiên. Như chúng ta đã tìm hiểu về nguồn gốc của trang phục, động lực phát triển quần áo trang phục là điều kiện tự nhiên. Trong đó có yếu tố khí hậu do điều kiện thời tiết của Việt Nam rất đa dạng, đã tạo điều kiện cho trang phục phát triển. Nơi khí hậu lạnh, động vật phát triển, nhu cầu giữ ấm cho cơ thể cao, vì vậy lông, da của động vật là rất thích hợp, như dê, cừu, hổ báo. Nơi có khí hậu nóng, ẩm thì thực vật phát triển mạnh, quần áo trang phục được làm từ vỏ cây hay các loại vải có chất liệu cốt tông được ưa chuộng. Miền Nam, Sài Gòn, khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều nên trang phục phải rất thoáng mát, mau khô, tạo cảm giác dễ chịu cho người mặc. Cái riêng trong cách ăn mặc của người Sài Gòn trước hết là cái chất nông nghiệp trong chất liệu may mặc. Chịu chi phối bởi hai nhân tố chính là khí hậu nhiệt đới nóng bức và công việc trồng lúa nước. Đó là các chất liệu có nguồn gốc thực vật, là sản phẩm của nghề trồng trọt, cũng là chất liệu may mặc nhẹ, thoáng, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, như sợi gai, đay, chuối, bông, tơ tằm. Trang phục được chọn các màu âm tính như đen, nâu, chàm, tím và thường được sử dụng trong phụ màu sắc dương tính như đỏ, điều, vàng, xanh trong các dịp lễ hội. Đồ mặc ở phía dưới của phụ nữ tiêu biểu và ổn định hơn cả là váy. Sở dĩ trải qua bao thời đại đến nay, cái váy vẫn được phụ nữ Sài Gòn ưa chuộng, một phần vì nó là trang phục truyền thống. Một phần vì mặc váy không chỉ mát, ứng phó hiệu quả với khí hậu nóng bức mà còn rất phù hợp với công việc, ngày càng mang tính năng động, hiện đại, hội nhập. Đặc trưng thứ hai là trang phục gọn gàng, kín đáo. Hình ảnh học sinh, sinh viên nam nữ Sài Gòn từ những năm thuộc Pháp mặc áo dài trắng đi học hay đến tận nay năm 1975 mặc áo sơ mi, quần Âu và bỏ áo vào quần. Trang phục thời trang khi dạo phố, nhưng lịch sự, kín đáo, đi giày hoặc dép có quai hậu trang nhã, gọn gàng, kín đáo, phù hợp với văn hóa truyền thống của người Việt. Một hình ảnh đẹp của sinh viên trong cộng đồng, tạo thói quen tốt về tính chuyên nghiệp, ý thức tự tôn bản thân, tự nhận thức được ăn mặc đẹp, lịch sự không chỉ tôn trọng mình, mà còn tôn trọng cộng đồng nghiệp, thầy cô, bạn bè và xây dựng cộng đồng văn minh. Nhưng hiện nay, có những sinh viên hay giới trẻ khi ra đường mặc quá phản cảm, quần jeans cạp trễ, rách đầu gối, áo phông cổ rộng, áo quá mỏng. Người xưa có câu, y phục xứng kỳ đức. Thế nhưng buồn thay, việc ăn mặc đáng lý chỉ nên quy định trong các trường tiểu học hay trung học cơ sở, thì giờ đây lại xuất hiện trong trường đại học. Suy cho cùng, đây có lẽ không phải là lỗi của riêng ngành giáo dục, mà sâu xa hơn, nó báo động sự xuống cấp của văn hóa từ những việc nhỏ nhất, đó là văn hóa ăn mặc. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu xem sự thay đổi về văn hóa trang phục Sài Gòn trong xu thế hội nhập với thế giới. Sài Gòn hay thành phố Hồ Chí Minh
vùng đất lành chim đậu đã tiếp nhận, chắt lọc, hấp thu tinh hoa văn hóa các vùng miền trong nước và thế giới, khiến thành phố này có bộ mặt văn hóa đa dạng và nhiều màu sắc. Tất cả đều được hội nhập và Sài Gòn hóa trên cơ sở của văn hóa Việt Nam. Tất cả những dòng chảy văn hóa đó đã hòa nhập, bổ túc cho nhau với những đường nét mang tính toàn cầu: Việt, Hoa, Anh, Ấn, Nga, Hàn, Mỹ, Pháp, Nhật. Năm 1861, thực dân Pháp chiếm đánh Sài Gòn. Lúc bấy giờ, văn hóa Sài Gòn đã giàu chất văn hóa bản địa, văn hóa đồng bằng Nam Bộ, văn hóa biển Trung Bộ, văn hóa của các cộng đồng dân tộc Khmer, Hoa. Sài Gòn lại có sự phát triển giao thoa văn hóa với các nước khu vực Đông Nam Á. Trang phục kiểu phương Tây bắt đầu hiện diện và được người Sài Gòn tiếp nhận trọn vẹn, ngày càng mạnh mẽ từ quần tây, áo veston, quần jean, jean, giày dép. Còn sự ảnh hưởng văn hóa phương Tây và kết quả đầu tiên của nó là từ năm 1934, từ chiếc áo dài tứ thân, áo dài năm thân Việt Nam đã được họa sĩ Nguyễn Cát Tường, bút danh Lê Mô Cát Tường, cải tiến thành áo dài tân thời ngày nay. Đây là bước mở cho quá trình phát triển thời trang ở Việt Nam. Những suy nghĩ cởi mở của cô gái Sài Gòn Gia Định trong trào lưu cách tân ở đất nước đang thời phong kiến lạc hậu và thuộc địa. Trên báo Ngày Nay số 5 ra vào ngày 10 tháng 3 năm 1935, tác giả Chiêu Anh Kế đã có một bài phỏng vấn về thiếu nữ đầu tiên ở Gia Định là người đầu tiên mặc áo dài tân thời. Cô Hồng Vân là người thiếu nữ đầu tiên trong Nam mặc quần áo lối mới kiểu Lê Mơ. Lê Mơ nghĩa là bức tường, tên gọi bộ áo của họa sĩ Cát Tường. Trong một đêm chợ phiên ở Sài Gòn, người ta đã được trông thấy cô uyển chuyển trong bộ y phục màu hường, tà áo thướt tha và mềm mại. Tác giả đến nhà riêng phỏng vấn cô Hồng Vân về việc này. Cô Hồng Vân đã trả lời rất tự tin: cách nay 2 năm, ai nào được trông thấy một chiếc áo hở ngực hay một chiếc quần rộng ống? Mà nếu may mắn có một thiếu nữ ăn mặc như thế, người ta đã vội cho cô ấy là gái chơi bời, lẳng lơ và chắc nết. Nói về cảm giác ban đầu khi mặc loại áo tân thời, thể hiện rõ đường nét cơ thể thiếu nữ trong bối cảnh lúc đó, cô bảo: lúc đầu cũng xốn sang thực, nhưng cái gì cũng vậy, hễ nó quen đi thì thôi. Một cái áo cổ bẻ khắc màu với vạt, cổ tay xếp nếp mà bắt zoom, mà lẫn vào mấy trăm cái áo lối cũ thường dùng thì ai không ngó, không trầm trồ này kia. Giả một chị em e lệ, có tính nhút nhát thì phải toát cả mồ hôi. Cô cho biết, giàu có đẹp mấy nhưng ban đầu cũng có người khen kẻ chê. Người khen cố nhiên là đám thanh niên biết yêu chuộng mỹ thuật, thích cải cách. Còn người chê tất nhiên là mấy bà già khó tính. Mang ra một bộ quần áo khác bằng lụa mỏng màu da trời nhạt, cô chỉ một đường rách và cho biết trong đêm chợ phiên của hội bài trừ bệnh lao, một bà già 4-5 tuổi theo cô không rời và rạch một đường thẳng băng bằng dao nhọn từ trên xuống dưới. Tuy gặp chuyện không vui như vậy, cô khẳng định không nản chí mà cho rằng: thấy cái hay, cái phải, chị em chúng tôi cứ mạnh bạo mà không quản ngại gì. Tôi chắc một ngày kia, chị em bạn gái mỗi người sẽ có một kiểu áo đẹp đẽ, một mẫu riêng hợp với da người. Lúc bấy giờ, các cô sẽ trẻ thêm, đẹp thêm một ít nữa. Vào những năm 60-70, Sài Gòn nổi lên với vẻ đẹp hiện đại và hợp mốt thành thị của các quý cô. Trang phục phổ biến vẫn là áo sơ mi, áo thun và các loại váy đối với tiểu thương trí thức. Phụ nữ Sài Gòn những năm 60 khéo léo trong việc chọn trang phục họa tiết nền nã. Màu đơn sắc đem đến vẻ thanh lịch mà sang trọng. Phụ nữ Sài Gòn còn là hình ảnh của họ bên những chiếc xe tự lái Vespa mang nét quyến rũ và cá tính.
Người Sài Gòn khá sành điệu với các loại quần, từ quần ống túm cho tới ống côn, ống loét rộng vào những thập niên 70. Váy cũng đủ loại, đủ kiểu, từ kiểu cổ điển nhất là dài quá đầu gối, phồng hay gọi là váy chuông, đến váy bút chì ở những thập niên 60. Mini jump càng ngắn càng đẹp ở những thập niên 70, cho đến xẻ tà, váy xếp ly. Trang phục phụ nữ Sài Gòn thường được trang trí tinh tế với những đường ren trên ngực, bên vai hay ở thắt lưng có đính bông hoa vải, chiếc nơ to hoặc kẹp áo trang sức lấp lánh. Nếu mặc áo ngắn tay hay không tay, người ta thường đeo găng tay bằng ren và quàng. Khăn lụa rất sang trọng. Áo quần kiểu hippie đã một thời chiếm lĩnh mốt thời trang của Sài Gòn cùng lúc với phong trào hippie ở Mỹ năm đầu thập kỷ 60. Áo may bằng vải xô mỏng, thêu cầu kỳ. Áo thường ngắn, hở cả lưng, bụng người mặc. Ống tay áo rộng, phồng. Quần jean bó bạc phếch, có miếng vá ở đầu gối, hoặc váy dài đến mắt cá chân, có hàng khuy ở giữa, từ thắt lưng xuống gấu. Giày dép cũng đa dạng, thay đổi xu hướng nhanh chóng. Năm 1954 đến năm 1959, mốt là giày da mũi nhọn. Năm 1954 đến năm 1959, mốt là giày da mũi nhọn, gót cao. Đến ít năm sau, người ta đi giày mũi vuông, gót vuông, thấp. Sau lại đổi qua mốt giày cao gót trên 10 cm lênh khênh. Nếu mặc áo dài thì phải đi guốc gỗ gót cao, nhọn, sơn mài hoa lá. Sau thời kỳ đổi mới, năm 1986, quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế đã giúp cho thiết kế trang phục người phụ nữ có những bước ngoặt cả về kỹ thuật và kiểu dáng. Trong đó, chú trọng đến vóc dáng của từng cá nhân, phô diễn vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ được phát huy và tiếp cận với những phong cách thời trang trên thế giới. Những năm gần đây, văn hóa nước ngoài ảnh hưởng mạnh mẽ vào Việt Nam, đón nhận những làn sóng văn hóa ngoại nhập một cách nhanh chóng nhất là tầng lớp trẻ. Bản chất của văn hóa là hướng tới chân, thiện, mỹ, ngày càng toàn diện và có tính quốc tế hơn. Trước dòng chảy xâm nhập từ các nền văn minh trên thế giới, giới trẻ Sài Gòn đã biết nắm bắt, phát triển nền văn hóa dân tộc vốn đã giàu đẹp, ngày càng văn minh tiến bộ hơn. Sự tiếp thu có hệ thống các tư tưởng văn hóa Tây phương với những phong cách nghệ thuật đậm chất với những sự tiếp thu có hệ thống các tư tưởng văn hóa Tây phương với những phong cách nghệ thuật đậm dấu ấn cổ điển hay hiện đại được tiếp thu bài bản. Chính sự năng động và sáng tạo đó đã góp phần làm văn minh hơn cho bản sắc văn hóa ăn mặc của người Sài Gòn, tạo nên sự pha trộn hài hòa giữa cũ và mới, cổ điển và hiện đại, truyền thống và cách tân. Trong tinh thần cởi mở, đối thoại và hợp tác văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đã đi đến nhiều nơi trên thế giới và ngược lại, nhiều đoàn văn hóa quốc tế đã giao lưu với Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sự biến đổi trang phục của phụ nữ miền Nam nói chung và phụ nữ Sài Gòn nói riêng trong văn hóa lịch sử giúp chúng ta có được cái nhìn về sự vận động của xã hội trong từng giai đoạn, phản ánh bối cảnh xã hội mà nó xuất hiện và những yếu tố tác động đến sự biến đổi. Hiểu vậy mới có được những giải pháp giúp cho những thiết kế thời trang mới phù hợp với mỹ cảm dân tộc, mang tính hiện đại và tạo được bản sắc dân tộc riêng.